Nay lên cho mấy chú một con John Cedric nha. John Cedric 910E, con này 91cc bê tông 54 ly nha. Công suất tương đương cỡ con 660 nha. Tua cực kỳ nhanh nha, dên ngắn tua cực kỳ nhanh. Etin 660 là chạy không lợi luôn á. Cực kỳ đẹp nha, máy móc bao zin 100%, bê tông vân ngang nha, 95% luôn. Đây, để ghim bê tông trên góc màn hình nha. Này là không có hàm rồng nữa. Này cặp hàm rồng của 660 gắn vào nha. Gắn cho nó ngầu nha. Tay giật lớn nha. Này 91cc, 54 ly, hai hàm rồng, máy chạy đồng tiền, bơm nhớt hoạt động đầy đủ. Không thiếu cái gì nha, máy thiếu mỗi cái thùng nha. Gầm nè, này, trong bụng nè. Cho mấy chú nghe tiếng nổ nha, con này giảm xóc bằng cao su nha, xả áp nè, mở công tắc giật cực kỳ, xả áp giật cực nhẹ nhàng nhé. Con ô tô luôn nha. Này máy móc bao zin, bê tông vân ngang 100% nha. Này mặt siêu đẹp nha, máy 95% thôi. Này là nhớt nha, pha xăng nhiều nhớt để nồng nó lớn á. 54 ly là hai hàm rồng nha. Máy đã xài đồng tiền nha, bơm nhớt đầy đủ. Này, mặt tiền nè. Tay giật lớn nha, nắm cực kỳ đã nha. Đó, dây giật trắng tinh nha. Ok, đây kết thúc clip nha. Thì mấy chú alo 0376128789. Rồi mấy chú coi cho kỹ nha, con nào không bán rồi là ghi đã bán nha. Mấy chú coi không kỹ rồi không điện trước rồi chạy xe lên đây hỏi rồi đụng không có rồi nói này nó kia phiền nha.